Dạ, yeah, thưa cha, còn trong đại học Mỹ của chúng con mà đang trọ học đây, thưa cha, thì có chừng 300 sinh viên nam nữ Việt Nam, à, mà phái nam thì đông hơn phái nữ, phân nửa đều là công giáo đó, thưa cha. À, và chúng con thường quần tụ với nhau trong những dịp lễ lớn để mà mở party, à, picnic hay là đi du ngoạn nhân dân. Thì thưa cha, trong những cái dịp vui nhộn đó. Vì đa số đã bị ảnh hưởng của một số giáo sư vô thần duy vật của Mỹ Cho nên họ thường đấu lý với nhau về nhiều đề tài gai góc của tuổi trẻ à, Nhất là mấy cụ triết non đó cha Sau khi à, bia nhập thì ngôn xuất <laughs> Thì gân cổ ra để mà tranh luận Đến nỗi nhiều lúc họ không có có amen nữa đâu đó thưa cha à, Có lần đó thì à, họ đã lớn tiếng tranh luận về ngẫu nhiên thuyết cho rằng vũ trụ bao la đầy bí ẩn này ngẫu nhiên mà có và có cách vĩnh viễn mãi chứ cũng không có ông thần bà thánh nào dựng nên hết à, điều này có đúng không thưa cha vậy xin cha làm sáng tỏ đề tài này tôi rất cảm ơn chị kim dung đã nêu lên thuyết của phái ngẫu nhiên thật ra thuyết ngẫu nhiên đã cũ dích và xa xưa như quả địa cầu rồi thế mà trong lúc toàn thể nhân loại tiến vào đệ tam thiên niên một kỷ nguyên khoa học đã tiến xa vượt mức thì lại có một số người còn khơi dậy thuyết đó kể cũng là cái chuyện khá buồn cười phái ngẫu nhiên chủ trương rằng vũ trụ bao la vĩ đại này là một trong muôn vàn cách cấu tạo do sự hỗn mang lúc ban đầu đã biến hóa ra chứ không do một vị thần nào dựng ra cả đây là theo việt nam tân tự điển của thanh nghị nếu hạch lại họ thế thì cái tình trạng hỗn mang ban đầu của vũ trụ bảy đâu mà có Thì họ quả quyết rằng bảy ngẫu nhiên mà có Bây giờ chúng ta thử làm một trắc nghiệm xem nhé Mình lấy bảy mẫu tự V, I, E, T, N, A, M Bỏ vào một cái hộp Lắc đi lắc lại Rồi đổ tung tóe xuống nền nhà Liệu bảy mẫu tự đó có ngẫu nhiên Xếp thành chữ Việt Nam không? Nếu bây giờ lại lấy tất cả các mẫu tự đó Bỏ vào hộp và thêm 6 mẫu tự khác T, O, Q, U, O, C lắc mạnh rồi lại đổ tung xuống Liệu nó có ngẫu nhiên xếp thành bốn chữ Tổ quốc Việt Nam giống như ý chúng ta hay không? Xin xem thêm sách giải quyết vấn đề nhân sinh trang 71 và 74 Riêng về thuyết duy vật biện chứng của phái vô thần một phái bênh vực ngẫu nhiên thuyết thì chúng ta thấy họ chủ trương rằng mọi thực tại đang hiện hữu trong thiên nhiên đều là vật chất và do vật chất phát sinh ngay cả ý thức và tư tưởng mà người ta gọi là tinh thần dù có đặc tính siêu việt cũng chỉ là sản phẩm thượng đẳng của cơ thể vật chất vũ trụ vật chất ta đang sống đây cũng tự hiện hữu tức là tự mình mà có vẫn có từ đời đời và sẽ tồn tại mãi mãi chứ không do thần thánh nào sáng tạo ra cả nói tóm lại thì theo thuyết duy vật biện chứng vật chất là tinh túy của mọi thực tại là nền tảng tuyệt đối của vũ trụ là hạ tầng cơ sở của vạn sự vật như thế vật chất đóng vai trò thay thế thiên chúa là nguyên nhân tuyệt đối mọi sự vật ngày nay thuyết ngẫu nhiên của duy vật biện chứng về nguồn gốc vũ trụ theo nhận xét của các nhà khoa học là sai, không đứng vững được vì ba lý do sau đây. Tôi xin trình bày để các anh chị nghe cho kỹ. Lý do thứ nhất, khoa học hiện đại đã chứng minh rằng vật chất có khởi thủy và có chung cuộc, chứ không thể có từ đời đời và vĩnh viễn. Nhờ phương pháp radioactivity để đo phóng xạ phát xuất từ vật chất và phương pháp carbon 14 để đo chất carbon 14 ở trong cơ thể sinh thực vật để tính ra tuổi của chúng. Rồi các nhà khoa học phỏng đoán cách tương đối chính xác về trái đất và mặt trăng đã xuất hiện cách đây khoảng từ 4 đến 5 tỷ năm. Lý do thứ hai, vũ trụ vật chất không thể tự mình hoặc ngẫu nhiên mà có. Vì theo nguyên lý nhân quả của triết học, cái gì hiện hữu cũng phải có nguyên nhân phát sinh ra nó như cái bàn có nguyên nhân là bác thợ mộc đã làm ra tòa nhà đồ sộ ở bên đường bên kia kìa các anh chị có thấy không cũng do bàn tay con người xây dựng nên vì thế vũ trụ vật chất ta đang sống cũng không thể nào ngẫu nhiên mà có được nhưng phải có nguyên nhân phát sinh người có đức tin thì gọi nguyên nhân đó là thiên chúa lý do thứ ba vật chất tự mình không thể biến hóa như thuyết duy vật biện chứng chủ trương. Bởi vì, xét theo khoa học, muốn có sự biến hóa từ vật này sang vật khác, cần có sự can thiệp của động lực thứ ba ở bên ngoài. Như nước muốn bốc thành hơi, cần có sức nóng từ ngoài làm cho nước nóng rồi bốc hơi. Hạt giống muốn mọc mầm, phải có nước, không khí và ánh sáng. Tàng khác, vật chất không phải luôn luôn biến hóa theo một chiều đi lên như thuyết duy vật biện chứng chủ trương. Trái lại, thường biến hóa theo chiều đi xuống. Thí dụ, chiếc áo màu mới, đẹp, dùng một thời gian lâu sẽ cũ, mòn đi, chứ không biến hóa ra chiếc áo mới khác. Các anh chị có thể xem thêm sách Những vấn đề khoa học và đức tin trang 21 đến trang 26. Các anh chị nên nhớ kỹ ngẫu nhiên thuyết chỉ đưa đến hỗn loạn, lộn xa ngầu, không giải quyết được gì cả. Chúa là ánh sáng chiếu soi trên mọi loài. Chúa là ánh sáng dẫn tôi đi vào đời. Tôi hân hoan bước đi bình an không lo chi những ngày bão tố ngày dỡ dàng chúa là ánh sáng chiếu soi trên mọi loài chúa là ánh sáng dẫn tôi đi vào đời